Từ năm ngoái tới giờ thì Yamaha đầu tư cho màu xám ánh xanh và màu bạc khá là nhiều ha. Grande cũng có nè, Yamaha Jupiter Fin cũng có nè, NVX cũng có nè. Và một trong những nhân vật chính cũng có màu đỏ luôn xuất hiện trong ngày hôm nay, đó là R15M. Phiên bản M đang đặt cạnh phiên bản V3 nha mọi người. Chiếc này V3 trong hệ V4 nha. Các bạn có phân biệt được hai chiếc này không? Nhìn rất là dễ đúng không? Các bạn nhìn số lượng ốc ở trên chỗ kiến xe nè, chỗ này 3 con nè, đó. Chỗ này 2 con. Phân biệt giữa M với V3 quá dễ dàng. Và nói chung là có nhiều sự khác nhau lắm. Nói phân tích bằng ốc cho mấy bạn vui, nhưng mà không vui thôi. Vui thôi thì nhìn cái đèn là thấy khác nhau rồi đúng không? Một cái hốc gió giả và một cái hốc gió có cái đèn bị cầu. Một cái hệ thống phanh đĩa 2 bit ABS rất là chất lượng luôn. Có thương hiệu, có tên thương hiệu đàng hoàng bên này thì nó đen thui thui lùi, không có ABS nữa chứ. Nhưng giá thành thì tất nhiên là nó sẽ lệch nhau rất là nhiều rồi. Và anh kỹ thuật viên đang dựng cái chân chống đứng lên chiếc R15M để ảnh training, hướng dẫn một vài điều mới trên chiếc R15M này đến các anh kỹ thuật viên khác. Thì mình cũng chui ra mình học lỏm. Đầu tiên thì phải tháo cái yên sau, cái yên trước. Bây giờ không có ghim chìa khóa vô cái yên trước mở như chiếc V3 nữa nha, mà phải mở cái yên sau, rồi mở cái yên có cái lớp mỏng ở giữa, rồi nè, cái yên sau nè, rồi mới mở cái yên trước mới thấy được cái bình ở bên trong. Và có họa tiết phân carbon trên cả yên trước lẫn yên sau ha. Cái yên phía sau thì mở rất là dễ, các bạn chỉ cần ghim chìa khóa dặn ra thôi. Còn cái yên phía trước này thì mình phải lấy một cái lớp mũ đen ở phía dưới rồi chúng ta mới dỡ được cái yên trước lên. Nó không có cái chìa khóa riêng để mở nha. Rồi chỉ cần vặn hai con ốc chỗ này ra nữa là xong ha. Đây là toàn bộ bên trong chiếc xe. Các bạn có thể thấy là cái bình xe nó sẽ nằm ở vị trí này. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái mã QR ở phía yên sau nữa để chúng ta có thể kết nối với smartphone hoặc connect đấy. Có lẽ vì lý do đó mà Yamaha lại cho dùng chìa khóa để mở cái yên sau rất là dễ, để thấy được cái mã QR đó. Thì trong lúc là anh kỹ thuật trưởng đang hướng dẫn mọi người thì Quang cũng ra Quang học lỏm được một tí xíu để Quang có thể giới thiệu với các bạn về cái đồng hồ của xe này. Các bạn thấy công tắc màu đỏ không? Nó sẽ có Start, Run và Stop. Stop là công tắc phụ tắt máy, Start là nút D. Còn các bạn buông ra thì nó mặc định nằm ở vị trí Run là chạy rồi. Start nè. Đề máy là đèn nó sáng lên liền, thấy không? Đèn này không có tắt được nha mọi người. Xe nhập mà, từ đời V3 tới bây giờ thì nó vậy rồi, không có gì khi thay đổi hết. Có đèn passing nè, pha code các thứ nè. Đèn bi cầu nhưng mà rất là sáng nha. Tại nhiều bạn nói nhìn cái đèn nhỏ xíu, trời nó có nhỏ đâu, nó bự lắm chứ. Cái nút ở dưới cái nút đỏ nữa nha, là hình tam giác á, là cái đèn hazard. Ấn vô là bốn cái bóng đèn xi nhan nó sẽ sáng ha. Rồi các bạn để ý kỹ dưới này nè. Đây, nó sẽ có chữ chip và chữ info. Cái này nó bắt đầu rối nè. Thì các bạn ấn chữ chip liên tục, nó sẽ nhảy chế độ audio, chip 1, chip 2, chip F. Ha, nó nhảy bốn cái đó thôi. Còn khi mà các bạn nhấn qua chữ info là chữ bên này, nó sẽ hiển thị là cái tốc độ trung bình, km trên giờ trung bình nè. Rồi cài đặt cái chế độ kiểm soát lực kéo, traction control nè, bình của xe nè, nhiệt độ nước làm mát nè, và chế độ chắc. Có luôn mức T2 nhiên liệu luôn nha, nãy giờ không để ý là có lít trên 100 cây. Cái mặt đồng hồ này nãy giờ mình học lỏm là mình nắm được khoảng cỡ 50-60% để quan truyền đạt tới mọi người nha. Chứ hỏi mình bây giờ mình mới bắt đầu mà mình nắm 100% về cái đồng hồ và cũng mấy cái nút này thì cũng chưa được nữa. Khi mặt đồng hồ hiện chữ chắc, bạn ấn giữ nút info thì nó sẽ hiện ra cái mặt đồng hồ dạng đường đua là từ 6.000 vòng nè tới 13.000 vòng trên phút, các bạn thấy không? Và khi các bạn ấn giữ thì nó quay ngược lại từ 1.000 vòng tới 13.000 vòng là chế độ street. Còn 6.000 vòng tới 13.000 vòng là chế độ chắc, là chế độ đường đua. Mình không biết đọc tiếng Anh có chuẩn hay không, nhưng mà mấy bạn hiểu giùm mình là được rồi. Cái này là cái thời gian chạy nhanh nhất và thời gian vòng chạy gì đó, bla bla, trời đủ thứ. Và xung quanh cái mặt đồng hồ có rất là nhiều thông số như là báo tin nhắn, báo cuộc gọi, có đèn báo thời điểm chỉnh số và sang số nhanh tùm lum hết trơn. Rối quá luôn. Rồi chúng ta sẽ quay trở cái phần trước xe đi. Các bạn thấy là một cái đầu đèn rất là mới ha. Đèn của nó sẽ đèn, đợi xíu mình đề máy cái, đề máy cho cái đèn bi cầu nó sáng lên rồi cho các bạn xem luôn nguyên cái cụm đèn của nó cho dễ ha. Thì đầu tiên sẽ là cái cụm đèn bi cầu ở giữa, nằm ngay trong cái hốc như thế này. Đó, trời ơi nó sáng lắm, nghe đẹp lắm nha. Và hai cái dãy đèn LED trắng hai bên. Thiết kế cái đầu đèn con này, những đường cắt xẻ của con này giống như người đàn anh của nó là R7, không phải R1, là đàn anh của nó là R7 nha. Các bạn đợi mình một tí xíu nữa, rồi mình dắt ra ngoài trời cho các bạn xem nó rộng rãi, nó sáng sủa hơn nha. Bây giờ coi cái đèn với nghe tiếng máy trước đi nha. Tại vì hai cái này nghe trong này nó yên ắng nè, nó dễ nghe.
Rồi bây giờ mình mở lại cái mặt đồng hồ cho mấy bạn xem hôn số xung quanh đó nè. Đầu tiên là ở góc bên trái là TCS, không phải Trịnh Công Sơn nha, cái đó là Jackson Control System, kiểm soát lực kéo. Bên này là cuộc gọi tin nhắn rồi báo nhiệt độ này, rồi phía trên là có chế độ kết nối Wi-Fi Connect, rồi có mấy cái chấm chấm trắng trắng ở phía trên đó, đó là cái đèn báo thời điểm chuyển số. Ngoài ra thì các bạn vẫn xem được giờ đồng hồ, rồi có đèn ABS. Nói chung là cái này chắc là các bạn phải tự khám phá, nó quá nhiều. Hoặc là các bạn muốn mình làm clip thì mình sẽ làm một cái video riêng. Chưa gì hết trơn, mới có cái mặt đồng hồ thôi là hết mẻ 5 phút đồng hồ của tôi rồi. Thôi, bây giờ chúng ta cùng trở lại với R15M. Màu bạc đen. Yeah, màu sắc mà mấy bạn tìm kiếm nhiều nhất. Bên mình đã về cái con R15V4 màu đen bóng, màu xanh ghi và màu monster rồi. Nhưng mà các bạn cứ vô đòi màu bạc đen thôi thì hôm nay nó chính thức về tới đại lý rồi. Có mua thì ra mua, có coi thì ra coi đi nha. Địa chỉ cửa hàng Yama Sài Gòn 1, nhưng mà ở Cần Thơ chứ không phải Sài Gòn. Các bạn xem thông tin ở phần mô tả nha. Cái ấn tượng ban đầu của mình khi nhìn thấy màu sắc này á là nó gọn. Không biết sao nữa, cái kích thước của nó thì tất nhiên là nó vẫn bằng cái chiếc V4 màu đen rồi. Nhưng mà mình cảm giác khi nhìn chiếc màu đen á thì thấy nó rất là đồ sộ. Nhưng mà nhìn chiếc này từ phía xa thấy nó rất là gọn. Có lẽ là vì một phần do màu bạc của nó quá đẹp, và nó kết hợp với màu đen ở những vị trí rất là đúng, tạo nên mình cái cảm giác rất là thích thú với chiếc xe này. Cái cà vẹt của xe nó sẽ ra là màu bạc đen. Tuy nhiên, một trong những điểm nhấn đó là tem màu xanh nữa mọi người, mâm màu xanh nữa chứ không phải là màu đen không. Đầu tiên là cái mặt trước của bạn thấy là cái miếng decal màu đen và màu xanh là đúng không? Và chúng ta sẽ có một cái cặp mâm màu xanh GB. Lạ lùng chưa? Xe này không phải xanh GB mà lại có cặp mâm xanh GB. Rồi, tem ở phía bên hông là tem màu xanh bạc. Nói chung là cặp mâm của Yamaha nó đã màu gì thì trên tem của con xe nó phải có màu đó thì nó mới tông sực tông được. Nếu không nó sẽ bị lạc quẻ. Rồi nguyên cái mảng dưới này là màu đen, tem màu đen bóng hết. Cái bình xăng thiết kế cũng rất là đẹp. Con này đầu tư rất là nhiều luôn nha mọi người. Kể cả những đường tem, những cái cách phối màu là đầu tư rất là nhiều. Nhiều, mình cảm giác nhiều hơn con V4 nữa. Vậy mà tất nhiên là giá nó cao hơn mà. Rồi ở phía sau này cũng là ốp cái miếng dàn áo màu bạc ha. Cái tem của nó cũng là màu xanh. Có cái VVA. Có chữ VVA trên đó. Tất nhiên là dòng này phải có VVA rồi. VVA chỉ là một tính năng rất là bình thường của chiếc xe này thôi. Sẽ còn nhiều tính năng khác nữa, từ từ khám phá. Một cái ốp gấp màu bạc, nó len qua tới bên này luôn, là một cái ốp bồ màu bạc. Đó, chỉ riêng phiên bản M mới có nha. Phiên bản V4 sẽ không có điều này. Và tới thời điểm bây giờ, đối với riêng cá nhân của Quang, thì trong năm màu sắc Yamaha R15 mới lần này, màu này là màu đẹp nhất. Chiếc này ra mắt đầu tiên bên Ấn Độ đúng không? Quang nhớ là lúc mà mùa dịch năm ngoái á, mình làm video đầu tiên về chiếc R15 V4 cũng như là phiên bản M là chiếc bên Ấn Độ. Và chiếc này y chang chiếc đó luôn đó mọi người. Các bạn rất là thích chiếc Ấn Độ đúng không? Lúc chiếc Ấn Độ ra một đống công nghệ gì, mấy bạn nói là trời ơi nó về Việt Nam mà 100 mấy triệu em cũng mua, em thích dữ lắm. Bây giờ giá về Việt Nam dưới 90 triệu bắt đầu chia lên chia xuống, chia mắt chia ra. Nhưng mà các bạn, mình đố các bạn một điều nè. Chiếc bên Ấn Độ nó có tính năng nào mà chiếc bên Việt Nam mình không có? Cuối video mình sẽ công bố cho các bạn biết ha. Đầu tiên kiểu dáng xe này nó cắt xẻ rất là nhiều ha. Nó giảm cái chỉ số cản gió xe xuống. Nó tạo rất là nhiều góc cạnh luôn. Mang tính khí động học mà. Đầu đèn thì nãy giờ mình quay cho các bạn xem rồi ha. Phuộc xe là phuộc upside down KYB. Rồi phanh là phanh ABS. Và đặc biệt là phanh ABS. Cả phanh trước lẫn phanh sau. Hai kênh đó. Nhiều người gọi là hai kênh đó. Rồi heo dầu hai bít phanh đĩa. Và tất nhiên là bỏ không ruột rồi, tới giá tầm giá tiền này không lẽ bỏ có ruột nữa. Cái mâm màu xanh có chữ Made in China. Đố mấy bạn tại sao cái mâm xe này có chữ Made in China. Trả lời dưới phần bình luận cho mình biết nha. Phải xe Trung Quốc không? Kích thước lớp trước là 100x80x17 inch ha. Và cái cụm công tắc sẽ có đèn passing nè, sẽ có xi nhan nè, sẽ có cây kèn nè. Rồi bên này là đèn 4 bóng đèn xi nhan nháy này, hè giáp đèn ưu tiên gì đấy. Trời ơi trời, bắt đầu tới cái phần gói gắm lúc nãy nè. Mình sợ gần chết. Nói chung thích lắm mọi người. Lâu lâu có những cái gì mới, cảm giác khám phá rất là thích. Các bạn lưu ý là chỉ có phiên bản M mới có những cái cụm công tắc như vậy, mới có cái mặt đồng hồ giống như vậy nha. Còn cái chiếc V4 mặt đồng hồ vẫn như V3, thì nó vẫn dài thòn lòn à. Và các bạn cũng phân định rõ phiên bản M. Phiên bản M là không phải màu bạc đen này không, mà nó có màu trắng đỏ
chiếc kỷ niệm 60 năm đấy. Và màu Master nó sẽ có 3 màu sắc của phiên bản M nha. Bình xăng chúng ta vẫn ghim chìa khóa để mở. Và cái kiểu thiết kế bình xăng mới mẻ nè, ở chỗ cái yên nó sẽ có chỗ lõm vào để các bạn không có bị đau ngã ba ha. Và đường cắt xẻ của cái bình xăng cũng rất là đẹp, nhìn nó gọn hơn, thật ra nó cũng không gọn có bao nhiêu nhưng mà cảm giác nó gọn. Chọn những cái tem G15 và hai cái nắp bên này nó màu xanh. Cái con này được chăm chút rất là nhiều. Từ bên Ấn Độ mình coi mình đã thấy là chăm chút rất là nhiều, Yamaha để ý con này dữ lắm nha. Ốp bên này đẹp ha, có mấy cái lỗ để tăng cái tính khí động học nè, có gió nó luồn luồn qua khe ha nè. Ở dưới này sẽ là 140, nặng hơn V3, V4, 3kg ha, 155 phân gối, năm sản xuất 2022, xuất xứ Indonesia, nhập nguyên con từ Indo, phục xe màu vàng nha, cái yên xe là vân carbon, động cơ xe thì 4 thì 4 van Ethyl HC, 1 xi lanh và làm mát bằng dung dịch, tất nhiên là sẽ có van biến thiên VV rồi, và nó sẽ chứa đựng hàng đống công nghệ trong chiếc xe này. Có lẽ là phiên bản V4 giống như là chim mồi để bán chiếc này nha. Chiếc này người ta, nếu mà có tiền mua V4 thì người ta sẽ cố gắng nhích lên một tí xíu để sở hữu dòng M này với nhiều công nghệ hơn. Đầu tiên là thấy nó hơn V3, V4 là chọn ABS 2 kênh rồi. Thứ hai là nó sẽ có Quick Shifter, tức là chế độ sang số nhanh. À, chúng ta sang số mà không cần phải cắt côn, ở một tốc độ quy định nha. Chứ không phải là chạy ghệ mới ra chạy cái là muốn sang số không cần cắt côn cũng được nha. Thì cái tính năng Quick Shift này sẽ giúp chúng ta là sang số mà không cần phải cắt côn, tận dụng được thời gian và không bị trễ ga. Rồi, mình mở mặt đồng hồ lên thì các bạn sẽ thấy chữ TCS nè. Thì cái chữ này viết tắt của Traction Control System, tức là cái hệ thống kiểm soát lực kéo. Nó có cái công dụng là chống trượt bánh sau. Khi mà bạn đi trên cái đường mà nó trơn trượt như là đường cát hay đường trơn ướt á, thì nó sẽ hạn chế cái khả năng trượt bánh sau. Nãy giờ là ba tính năng nổi trội đúng không? Thứ tư đó là Motor Cycle Connect, Wi-Fi Connect, kết nối giữa xe với là smartphone. Chúng ta có thể thấy được một số thông tin của điện thoại qua trên cái màn hình của chiếc R15M này, và ngược lại sẽ thấy được thông tin của xe ở trên cái app Wi-Fi Connect trên cái smartphone của chúng ta. Cái công suất cực đại của xe này là tầm khoảng 19.1 mã lực, vòng tua là 10.000 vòng trên phút, moment xoắn là 14.7 Nm tại 8.500 vòng trên phút. Rồi, chiếc R15M này sẽ có cái cụm đồng hồ thiết kế hình vuông giống như con R1 nha. Và nó sẽ có hai mó chạy. Nhiều người cứ nghĩ đó là chế độ chạy gì đó ghê gớm lắm, thật ra là đó chỉ là cái chế độ hiển thị trên mặt đồng hồ mà nãy giờ mà quan lạc cho mấy bạn xem thôi. Thì cái street mode á, sợ street mode con đường mode á, thì là đi trong thành phố nó sẽ hiển thị đầy đủ tất cả các thông số. Và chế độ track mode là chế độ hiển thị trong đường đua, tức là nó sẽ lược bỏ những thông tin không cần thiết để cho chúng ta có thể quan sát một cách dễ dàng khi mà chạy ở tốc độ cao. Bình xăng xe này khoảng 11 lít ha. Rồi cái đèn sau cũng như là kiểu dáng đuôi sau nó tới 3 tầng led nữa ha. Đó, đèn mình đang bật cái đèn hazard lúc nãy đó, cái đèn hình tam giác cho mấy bạn xem đó, là mấy bông đèn xi nhan nó sẽ nháy như thế này. Rồi, một tính năng nữa mà các bạn ít để ý là từ đời V3 nó đã có rồi, đó là cái bộ ly hợp chống trượt hai chiều, Assist Slipper. Cái này thì nó cũng nói chung là chống trượt bánh sau và chống trượt côn, nó cũng giúp an toàn hơn khi chúng ta di chuyển trên đường. Mình có nhờ một anh kỹ thuật viên ngồi thử cho mấy bạn xem nè. Ông mang dép kệ ổng đi nha mọi người. Mưa quá mưa, sáng giờ mưa quá trời mưa luôn. Anh này cao khoảng 1m75. Cao khoảng 1m75 thì anh ngồi sẽ rất là đẹp. Chiều cao yên là 815, nó cũng bằng chiếc cũ á. Nhưng mà nhiều bạn ngồi thì nó cảm giác nó dễ ngồi hơn, nó thấp hơn, chắc cũng một phần vô bình xăng nó cũng gọn gọn hơn, chắc vậy. Thì khoảng 1m65 ngồi sẽ dễ hơn, còn dưới 1m65 á ngồi sẽ nhón lắm nha, với lắm các bạn, với chạy sợ nguy hiểm á. Còn khoảng 1m7 trở lên thì ngồi sẽ rất là đẹp, 1m65 tới 1m7 thì cũng với nhẹ chút xíu. Thì tính ra là chiếc xe này nó thừa hưởng rất là nhiều công nghệ từ đời V3, từ cái kiểu dáng của nó đã đẹp. Mặc dù cái cục máy nó chỉ có 155 thôi nè, nó có phục upside down giống như đời V3 đã thừa hưởng. Và cái bộ liên hợp chống trượt assist slipper nhiều bạn ít để ý, chứ từ đời V3 nó đã có rồi và sang đời này vẫn có. Ngoài ra thì cái chiếc M này được thừa hưởng thêm một đống công nghệ nữa đúng không? Nãy giờ mình nêu cũng rất là nhiều. Và lúc nãy mình có đố mấy bạn là phiên bản Ấn Độ nó có cái gì mà phiên bản Việt Nam mình không có đúng không? Đó là cái chân chống điện. Ở chiếc M của Ấn Độ sẽ có cái chân chống điện, tức là giống chiếc tay ga, khi các bạn gạt chân chống xe sẽ tắt máy, và khi các bạn gạt chân chống lên thì mới để máy được. Thì ở chiếc M của Việt Nam sẽ không có tính năng này. Mình thử rồi mình không thấy nó có. Nhưng mà tính năng này có thật sự cần thiết hay không? Cái đó là tùy mọi người, có người cần người không ha. Và trong tầm giá mà dưới 90 triệu hiện tại thì con này rất là đáng đi sở hữu ha. Chung là kiểu dáng thì hiện tại mình thấy không có gì để chê nữa, những đường cắt xẻ rất là đẹp,
cái cảm giác lái rất thoải mái, một khung sườn Delta Boss giờ cố lại rất là đã luôn. Tất nhiên là tính khí đồng học được tăng lên và chỉ số cản gió được giảm lại ở những đường cắt xẻ mạnh mẽ như thế này. Đến đây thì video mình cũng xin kết thúc rồi ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn có thể cập nhật giá mới nhất R15M tại thông tin dưới phần mô tả và địa chỉ cửa hàng ở Cần Thơ ha. Xin chào và hẹn gặp lại.